Đàn Hoàng Chiến Đế Tập thứ 231 Ta đương nhìn rõ ràng Không phải vậy ta sao có thể không hiểu Mà trà đạp linh hồn của ta Ta không chỉ biết bí mật của khế ước Ta còn biết mình nhất định có thể tiến đến thiên phẩm Hắc hắc Lúc ấy ta liền an chắc nàng ta Ai Làn quỳ lắc đầu Nhà đầu đáng thương thực sự đã bị hố Khờ nghị tên hỗn đàn ngươi Làn nặc nhịn không được Ở lại đi hầu hạ ta cho tốt Người nghĩ hay lắm phó giáo chủ cứu ta Lan Quỳ trầm ngâm nói Sau khi thân phận ngài bại lộ Lại nhận thiên hạ chú ý Là nạc đi theo bên cạnh ngài không tiện như vậy đi Trước tiền nàng mang Trước tiền mang nàng về thần giáo ta Chờ sau khi hai bên hợp tác Lại cho đến bên cạnh ngài Là nạc sốt ruột nói Phó giáo chủ ta không muốn đi cùng với hắn Khẳng định có cách giải trừ khế ước Bọn người Lan Nguyệt trợn tròn mắt Còn phải đưa trở về sao ngài không phỏ ngài không phải phó giáo chủ ư uy nghi của ngài đâu bình thường không phải như thế cơ mà khương nghị không có ý định giữ làn nặc thật lại nhưng cũng không có ý định tùy tiện tha cho nàng để lại cái đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân kia ta đã dùng rồi làn nặc vẫn uất tức giận càng bất lực trước đó muốn khương nghị kéo về thần giáo xử lý chuyện khế ước kết quả phó giáo chủ lại không nguyện ý chủ trì công đạo cho nàng còn muốn đưa nàng lên hố lửa Hắn không phải là một tên điên dã man sao Làm sao lại đột nhiên có được thân phận khác Thân phận gì lại còn có thể để phó giáo chủ nhường nhịn như vậy <laughs> Khương Nghị cũng cười khẽ Nếu như người đã có thái độ như vậy Ta cần phải giữ người lại dạy dỗ người làm nữ nô như thế nào cho tốt Lan là quát tháo Ta nói đã dùng chính là đã dùng Lan quỳ đáp Mang đầu lâu tổ kỳ lân ra Lan đạo lập tức chất vấn Vì sao ta không nói rõ sau này ngươi sẽ hiểu Lan đạo nắm chặt tay của Lan Nạc cưỡng ép dẫn xuất Đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân từ bên trong những không gian của nàng ta ra Tốt ngươi có thể mang nàng về <laughs> Là kim thuộc tính mà Khương Nghị mong đợi vừa vặn Mang tới cho cơ lăng huyên Lan nặc tức giận nhìn Khương Nghị ánh mắt lắc lư từ từ đầy hơi nước Khương Nghị lại không thèm để ý Còn trừng mắt nhìn Lan nặc đã trêu chọc lại là khiêu khích Lan Nguyệt đều muốn giận điên lên chuyện này rốt cục là như thế nào? Hai vị phó giáo chủ là bị điều khiển ý thức sao? Đông Hoàng Hoa Thành liếc mắt nhìn Đông Hoàng Như Yên, cao gầy tịnh lệ ở bên cạnh bỗng nhiên muốn nha đầu này ở lại bên cạnh Khương Nghị. Cái cớ chính là bên cạnh có một võ giả không gian có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn, nhưng hơi suy nghĩ vẫn là kiềm chế được. Tính cách nhà đầu này không trưởng thành lại thích chơi đùa, chẳng may bại lộ thân phận sẽ khiến cho các phương hoài nghi nhưng an bài đông hoàng như ảnh đi qua thực sự có chút không nỡ lan quỳ nói thần tôn kỳ thật còn có một việc muốn tai truyền cáo là liên quan tới xích thiên thần triều khương nghị khẽ cho mày nụ cười trên mặt liền biến mất lan quỳ không để ý đến vẻ mặt của khương nghị tiếp tục nói ngài sớm bại lộ thần phận không phải là ngài hy vọng cũng không phải chúng ta hy vọng nhưng đại cục thiên hạ không theo ý của người thiền mệnh làm việc chỉ có thể thuận theo Bây giờ ngài muốn kéo dài thời gian chờ đợi phản kích, nhưng kỳ thật còn có phương pháp khác càng có hiệu quả hơn. Trở lại xích thiên thần triều. Liền như là năm đó vạn thế thần triều quật khởi mạnh mẽ gặp phải các tộc thường huyền điên cuồng đối kháng, bảy lần liên tục lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng ngài cùng thiên hậu bái phòng xích thiên thần triều. Khi tin tức hai đại thần triều vạn thế và xích thiên tuyên bố liên hợp truyền ra, thường huyền an tĩnh, tám phương đến chúc, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển, cũng chính là hai đại thần triều liên hợp, hàng trăm triệu vạn còn dần Ở 20 vạn dặm cương vực kêu gọi là cơ sở cho thế trần vạc ngày chinh chiến ở bách tộc chiến trường. Lần này chỉ cần ngài có thể lần nữa tranh thủ đến xích thiên thần triều hợp minh, cứu thiên thần giáo nguyện ý công khai chiến đội, thần giáo bảo hộ đến mấy trăm triệu còn dân tung hoành 10 vạn dặm tại cương vực thần triều. Có hai bên chúng ta duy trì, ngài... Im mồm! Ánh mắt khờ nghị run lên lạnh lùng tập trung vào Lan Quỳ, Lan Quỳ than nhẹ lắc đầu Chuyện nằm đó xích thiền có tội Về tình về lý ngài không có lý do tha thứ Nhưng ta chỉ muốn nói với ngài một câu Hoàng Nguyên Vương trạch thiền các còn có hậu nhân tại thế Vô hối tiễn khách Khờ nghị giống như bị kích thích thể hiện đều vô cùng giận dữ Chuyện lời của thần tôn vẫn chờ mong có thể gặp mặt tại cửu tiêu thiên Đông Hoàng Hoa Thanh và Lan Quỳ hành lễ mang theo bọn người Đông Hoàng như ảnh với vẻ mặt hốt hoảng rời khỏi vực sâu. Đám người đông hoàng như ảnh quả thật đã bị chấn trụ cái gì là vạn thế thần chiêu, cái gì là tám phương đến trúc, cái gì gọi là trình chiến bách tộc chiến trương cái gì là nguyện ý công khai xếp hàng. Bọn hắn đang nghe được cái thứ quái gì vậy? Khở nghị nhắm hai mắt lại bình phục tâm tình ngồi vào bên cạnh tiếp tục luyện hóa tổ nguyên dịch. Khương Diễm nhẹ giọng hỏi. Hắn và Sích Thiên Thần Triều có liên quan như thế nào? Một lời khó nói hết. Kiều và Hối lắc đầu không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Mặc dù không có trải qua nhưng đã từng nghe mẫu thần nói. Năm đó chuyện ai đúng ai sai không đứng tay tình cảnh lúc ấy ai cũng không có quyền nói được. Nhưng không thể phủ nhận quyết định ngày lúc đó của Sích Thiền Thần Tôn đã đẩy vạn thế thần triều đến vực sâu. Thời điểm bàn sơ khi hại đại thần triều ký kết, liền minh có bao nhiêu anh động. Thời điểm lúc ấy quyết liệt liền có bấy nhiêu thảm liệt 13 đại quân đoàn chém giết máu nhuộm cả núi sông oan hồn che trời chấn kinh thương huyền đại lục. Phụ thần bao tàu một lần giết tới xích thiên hoàng cung. Cũng chính là trận quyết liệt kiện ép phụ thần buông tay đánh cược một lần lên trời chứng đạo. Thời gian của chúng ta không nhiều nắm chặt thời gian tu luyện. Kiều vô hối mang theo ba cái hoàng kim linh lung cầu trở lại thần cung. Thương hải đồ hắc loạn chiến kỳ. Hồng bông môn cửu thiên tần giáo lấy máu thật rồi. Ngài dùng cái nào? Người nghiên cứu thường Hải Đồ Hồng Mông Môn ta nghiên cứu hắc loạn chiến kỳ đến lúc đó ta chủ công người phối hợp. Kiều vô hối ý vào Ngọc Tỷ truyền quốc mạnh nhất cho nên muốn nghiên cứu phối hợp giữa chiến kỳ cùng Ngọc Tỷ, phát huy thế công đến cực hạn. Hai người trao đổi trở lại thần cung bắt đầu tu luyện riêng phần mình. Khương Nghị đắm chìm ở bên trong bế quan hấp thu tổ quyền dịch, lĩnh ngộ lấy truyền thừa kỳ diệu. Sau 5 ngày, tại quốc vận bao phủ xuống tới, Tại tổ nguyên dịch khích lệ một chút khương nghị cuồng chiến hai tháng đã chính thức bước lên niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Sau khi cảnh giới đột phá khương nghị bắt đầu nghiên cứu thanh đồng tiểu tháp. Đây chính là trụ trời sao? Thời khắc khai thiên tích địa đại trụ chống lên thế giới hồng hoang. Bên dưới kết nối cùng cửu u hư vô, bên trên chạm đến cửu thiên hư không. Khó có thể tưởng tượng là ai đã dung luyện nó thành vũ khí. Khương nghị vô cùng tiếc nuối nếu như sớm nghiên cứu thanh đồng tiểu tháp nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng càng nhiều truyền thừa tầng thứ hai nơi đã từng trấn áp U Minh có thể khắc chế quỷ tộc săn bắt vong linh những sợi xiềng xích này đơn giản tương đương với U Minh diễn biến pháp tắc Trách không được lúc ấy có thể tùy tiện đánh ta, đánh tan xiềng xích U Minh mà hình phù đô thả ra những thứ này mới chính là tổ tông mà khương nghĩ trước đó cũng chỉ là dùng để làm dây thần trói người đơn giản là quá sai lầm Tầng thứ ba Khương Nghị dáng lâm ý thức đến đấy, quan sát 81 ngọn núi bò đầy huyết văn. Trước đó suy đoán đây là mộ phần bài táng một loại tà ma nào đó. Bây giờ xem ra bọn chúng chính là tù phạm thật sự. Thời đại thái cổ liền bị trấn áp, khẳng định mỗi một ngọn núi đều có lịch sử đã lâu. Năng lượng mênh mông ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, thậm chí hồng hoang còn đều không đủ. Khương Nghị phấn chấn càng kích động nếu như thật sự khống chế được bọn chúng, thả ra ngoài toàn bộ thì sao? lại phối hợp cùng Thái Tổ Sơn, vậy sẽ là trang diện gì? Năng lượng hủy diệt lại là kinh khủng đến cỡ nào? Bởi vậy suy đoán bên trong tầng thứ tư khẳng định là phiến thế giới Hà chiều. cũng không phải nước sông bình thường. Nếu như núi có tổ tông, nước có tổ tông thì chính là nguyên lực thủy linh vạn vật. Nếu như bỏ dương biện vào nhẹ nhàng vui vẻ nâng ly, vấn đề thánh vương đã trong tầm tay. Mà cái này hai tầng tình huống vừa vặn có thể cùng sơn hà đại táng của hắn phù hợp với nhau. Khương Nghị lại nghĩ tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Đối với năng lượng trấn áp người yêu ma cũng uy lực tầng cao hơn, có thể hắc loạn không trời rung chuyển thiên khải chiến trường. Thái cổ thông thiên tháp này mới chính là vũ khí chân chính đời này của hắn. Phối hợp phần thiền chiến vực tại đoạn lạt chiến quốc, hắn sẽ chính là đánh đầu thắng đó. Ngày 13 tháng 7, Hứa Đức Diệu đã trở về trí tôn kim thành dùng tốc độ nhanh nhất, thành lý người của nhàn tạp trong thành mở ra pháp trận bảo vệ. Đồng thời tuyên cáo thiền hạ xá lợi Phật Đà sắp rời giao cho Tu Di Sơn. Xin mời Phật Đạo thiền hạ chứng kiến. Toàn bộ cường giả Kim Thành trước đó đã được đến tin tức lập tức quay về làm phòng phú pháp trận. Tuyên thệ cùng tồn vong với Kim Thành. Sau khi hứa Đức Diệu bí mật triệu tập tất cả cao tầng, mang lên xá lợi từ cùng hứa đàn và các tộc nhân đời mới, rời khỏi từ tế đàn không gian chạy tới luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó cường tộc các phương nhận được tin tức nhất là tam đại hoàng tộc hoàng đạo Tây Bộ, Tây Nam, Tây Bắc. Toàn bộ đều nhanh chóng hành động, tập kết quần thể cường giả khổng lồ nhào về phía Tân Hải Tây Bộ. Ngày 15 tháng 7 theo cường tộc các phương lần lượt đến, một trận công phòng chiến quay xung quanh trí tôn kim thành toàn diện bộc phát. Để nước này đã không có cái gì là dư thừa để mà nói nhảm. Cường tộc các phương tập kết toàn diện không chỉ có muốn cướp đoạt xá lợi Phật Đà càng phải hủy đi trí tôn kim thành, phần phát tài nguyên phong phú mà bọn hắn lắng động trong vạn năm. Ngày 18 tháng 7, cửu thiên thần giáo thao thiết yêu tộc, màn hoàng chiến tộc và các hoàng đạo lao thẳng đến vạn đạo thần giáo, lấy phong thái chiêm ngưỡng đế bình làm tên cưỡng ép bái phỏng. Các hoàng tộc khác mặc dù kích động nhưng vẫn kiêng kỵ trước danh uy của vạn đạo thần giáo là hoàng đạo, chỉ có thể ở lại nơi xa yên lặng quan chiến. Bọn hắn không hy vọng xa vời đạt được món đế bình thần bí kia nhưng mong đợi là hoàng đạo các phương cùng vạn đạo thần giáo bị tiêu diệt. Bọn hắn sẽ thừa cơ hội làm chút lợi lộc. Đối mặt với các hoàng đạo như cửu thiên thần giáo bức bách, vạn đạo thần giáo tức giận càng sốt ruột. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhận được tin tức từ tam trưởng lão, ngay cả lời nhắn cũng không có. Bọn hắn hoài nghi có phải tam trưởng lão đã mang theo đế bình trốn mất rồi hay không, lại hoặc là đã bị thế lực phương nào đó bí mật cướp đi. Tại ngày 21 tháng 7 dưới sự cường thế khiêu khích của cửu thiên thần giáo, vạn đạo thần giáo chính thức khai hỏa chiến tranh. Tất cả các thế lực hoàng đạo đều biết rõ vạn đạo thần giáo cường hãn, cho nên đều toàn lực ứng phó, triển khai cuộc tấn công mạnh nhất, nhất là cửu thiên thần giáo, ngay cả giáo chủ đều đích thần tới tiền tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Hoàng đạo phương Bắc thao thiết yếu tộc mang theo mấy triệu thú triều cơ hồ muốn che mất cả thần giáo. Màn hoàng chiến tộc cùng vạn đạo thần giáo càng là kẻ thù truyền kiếp, mặc kệ là vì sao đánh cho đến chết là được. Theo hai nơi chí tôn kim thành vạn đạo thần giáo bộc phát chiến tranh, tin tức đế bình nhanh chóng truyền bá quét sạch các nơi ở thương huyền, càng truyền đến hải vực mênh mông. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 7, tất cả hoàng đạo thương huyền tạm hoán hành động tại thiên khải chiến trường. Ngoại trừ để lại cường giả chấn thủ ra thì số lượng lớn tinh nhuệ đều được rút về thương huyền. Chuyển đầu đến chiến trường Tân Hải Tây Bộ cùng Tây Bắc tất cả các lão tổ tông hoàng đạo liên tiếp xuất quan nhìn về hai nơi chiến trường. mặc dù trí tôn kim thành công nhiên tuyên cáo xá lợi phật đà thuộc về phật đạo, nhưng cũng không có đưa đến tác dụng gì, ngược lại còn kích thích những hoàng tộc hoàng đạo kia. ai cũng rất rõ xem như xá lợi phật đà cuối cùng còn muốn giao cho phật đạo. cũng là ai giao ra thì người đó có thể cùng bọn hắn ký kết hợp tác. cho nên trước tiên phải nắm được xá lợi phật đà tới tay rồi mới nói. Huống chi trong tay hứa đức diệu còn có đế bình yêu mà hư hư thực thực. Không cần xá lợi Phật đà cũng phải có được món đế bình kia. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Hai trận chiến cuối cùng diễn biến thành vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi. Hoàng đạo Tây Bộ cửu lê thần cung. Hoàng đạo Trung vực Tây Bộ đại quang mang thần điện. Hoàng đạo Trung vực Nam Bộ chu thiên thần điện. Hoàng đạo Nam Bộ thiền cực giới. Hoàng đạo Đồng Nam sinh mệnh thần điện. Liên hợp rất nhiều hoàng tộc vây tông, trí tôn kim thành hoàng đạo trung vực bắc bộ cửu thiền thần giáo hoàng đạo trung vực Đông bộ xích thiền thần triều hoàng đạo bắc bộ thảo thiết yếu tộc hoàng đạo đông bắc bộ màn hoàng chiến tộc hoàng đạo đông bộ phủ tàng thần cung thì nhắm mục tiêu ngay vạn đạo thần giáo ngoài trừ cái đó ra trận đối kháng giữa Sĩ thiên giới cùng thái cổ thần miếu cũng bắt đầu gây nên chú ý Sĩ thiên giới tuyên bố phong bế toàn diện hạo thiên chiến quốc bá vương chiến quốc lần đầu lui về giữ giới môn Sĩ thiên giới tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không lão tổ của thái cổ thần miếu tự thần đến u minh địa ngục tìm kiếm hình phù đồ miếu chủ thì đi thẳng tới xí thiên giới triển khai rằng co khẩn trương mây đen chiến tranh cứ trong vòng một tháng ngắn ngủi như vậy mà đã bao phủ thường huyền đại lục đây chính là dụ hoặc của đế binh cứ như muốn tái hiện bi kịch lùng linh tâm đã từng có từ rất lâu về trước nhưng thời khắc thương huyền đang gió nổi mây phun thượng thương cổ thành lại nổi lên biến cố sớm bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 bởi vì số lượng lớn cường giả tại vực sâu có tiến không về. Hoàng tộc hoàng đạo lưu thủ ở chỗ này bắt đầu suy đoán rốt cục phía dưới còn cất giấu bí mật gì. Thậm chí là chất vấn rốt cuộc tam trưởng lão của vạn đạo thần giáo. Có phải thật sự đã đạt được bảo vật hay không? Ngày 17 tháng 7, hoàng tộc hoàng đạo phía ngoài lần lượt sắp xếp người trở về thỉnh cầu trợ giúp. Tốt nhất là phải thánh linh tới. Dù sao bí mật vực sâu vẫn còn đó, không bài trừ khả năng có đế binh. Cùng lúc đó cường giả phía ngoài cũng không có nhàn rỗi bắt đầu nhấc lên vòng tấn công mạnh thứ ba, ý đồ rung chuyển tường thành. Bọn hắn không tin cấm chế của thượng thương cổ thành sẽ một mực tồn tại, vĩnh viết áp chế người đi đến như vậy. Dù sao nơi này cũng mai táng trong thời gian vô tận, mà còn đã bị rất nhiều thánh linh tấn công mạnh trong hơn 2 tháng, có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã là kỳ tích. Ngày 28 tháng 7, liên tục 10 ngày không ngừng tấn công, tường cổ thành hùng cứ ba tháng rốt cuộc cũng xuất hiện lắc lư yếu ớt bình chướng khổng lồ ba phủ thượng thương cổ thành cũng xuất hiện lấp lóe ở bên ngoài các cường giả lập tức sôi trào nhất là đám yêu tộc sớm đã không kìm nén được càng là triển khai điên cuồng tấn công mạnh cùng lúc đó thánh linh của hoàng tộc hoàng đạo các phương phái ra đã lần lượt tiến vào trung vực rất nhiều người đã tới gần thượng thương cổ thành ngày mùng một tháng tám tại ngày trăng non đầu tiên vực sâu yên lặng rốt cuộc cũng sụp đổ đột nhiên mãnh liệt hơn vừa rung động vừa kinh khủng đất rùng núi chuyển thượng thương oanh minh chín tầng phong ấn nhấc lên cứu trọng chiều dâng hủy diệt 300 dặm dãy núi rừng rậm bụi mù cuồn cuộn che khuất bầu trời trên vạn người gặp nạn vô tình bị cuốn bay ra ngoài chủ tước thần cùng xông ra khỏi vực sâu phong ấn ngọc tỷ truyền quốc bay thẳng đến cánh cửa nam bộ ức vạn quốc vận của ngọc tỷ truyền quốc quá mạnh không có chín tầng phòng ống kia chỉ dựa vào thần cung cùng hai vị thánh nhân kiều vô hối bọn họ thì hoàn toàn ép không được. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng như giang hải mãnh liệt liền miền bất tuyệt, bành trướng bào là hùng vĩ. Cuồn cuộn quang ảnh vạn dân quỳ sát triều bái thần đường, có thiên quân vạn mã trình chiến chiến trường, càng có tông môn thành trì khắp nơi trên đất như rừng tựa như là toàn bộ thần triều thu nhỏ. Hình ảnh kỳ diệu thành thế rung động đều oanh động đến thượng thường cổ thành, chủ tước thần cùng nguy nga sôi trào liệt diễm từ xa nhìn lại giống như là thần thú chủ tước dương cánh bay lên mang theo thiên bằng phượng hoàng chìm loan và vô số linh cầm xông về cửu thiên đỉnh xa xôi đó là bí mật trong vực sâu sao rốt cục cũng xuất hiện rồi cung điện cung điện yên lặng trong thời gian vô tận lại còn có uy thế như vậy thật sự là đồ sộ đó là thần điều gì vậy mà có thể dẫn dắt phượng hoàng thiên bằng ông trời của ta ơi đó là chu tước sao ta lại có thể thấy được chu tước trong truyền thuyết chủ tước thần cổ vạn cầm cùng cự long huyền vũ bạch hổ tịnh sừng tứ đại trí tôn yêu tộc yêu tộc lưu truyền pháp chỉ trí cao chủ tước xuất thế phượng hoàng rơi linh thiên bằng liễm cánh vạn cầm thân phục thượng thượng cổ thành không phải đồ đang của nhân tộc sao tại sao có thể có chủ tước tòa cung điện kia cũng không giống như là lao ngục mà là cung điện chủ tước thượng thương cổ thành lâm vào hành động vô số người đuổi theo cung điện đã đi xa muốn thấy rõ ràng đó rốt cục là cái gì cũng có người đón bụi mù phóng tới vực sâu kết quả lại phát hiện ở dưới thực sự đã sụp đổ Kiều vô hối khương diễm tận lực áp chế ngọc tỷ truyền quốc bên trong thần cung khống chế phạm vì mê vụ trong vòng trăm dặm nhưng xa xa nhìn lại vẫn vô cùng bào là hùng vĩ bọn hắn vừa mới xô ra cửa thành nam bộ liền mở ra hồng mông môn vượt qua không gian xuất hiện ở ngoài trăm dặm vượt qua các cường giả chiếm cứ ở bên ngoài thời điểm chờ bọn hắn kịp phản ứng kiều và hối và khương diễm đã mang theo chủ tước thần cùng phóng tới nơi xa cung điện giống như là chủ tước dương cánh dẫn lĩnh ngàn vạn mãnh cầm thượng thượng cổ thành còn chấn áp qua chu tước sao bóng dáng rất thần bí trong sương mù có chút rỗng huyễn cảnh lúc thượng thương cổ thành mở ra đã quét sạch tám vạn dặm chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân thượng thương cổ thành mở ra chủ thiên thần điện thiên cực giới sinh mệnh thần điện cùng trấn nam yêu quốc chiếm cứ tại nam bộ đều nhanh chóng đuổi tới khi thượng thương cổ thành truyền ra tin tức chứng thực vực sâu đã hoàn toàn biến mất, phía dưới cũng không có cái gì. Chu Thiên Thần Điện và các thế lực lại không có lo lắng toàn lực đuổi bắt. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định rốt cuộc là ai đã cướp đi bảo vật trong vực sâu, sau đó tìm cơ hội chiếm lấy. Ngày mùng 5 tháng 8, Thánh Linh của Chu Thiên Thần Điện nhận lệnh tiến về thượng thương cổ thành, chấn giữ đã đối diện gặp phải bọn người Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối và Khương Diễm quả quyết tấn công muốn cưỡng ép tiêu sát, không để lại người sống, nhưng thánh nhân của chu thiên thần điện lại cưỡi hoàng kim bỉ mông tương đương với hai thánh linh hai bên đánh tương xứng cuối cùng khương diễm huyết tế hắc loạn chiến kỳ sụp đổ không gian nhưng hoàng kim bỉ mông lại cuồng dã bạo tẩu Giàn nàn bảo vệ thánh nhân kiều vô hối và hắn không dám hàm chiến quả quyết rời đi mặc dù thánh nhân của chu thiên thần điện chật vật nhưng lại bởi vì giao phòng chính diện đã thấy được chủ tước thần cung thấy rõ hình ảnh thần bí thánh nhân không tiếp tục đuổi theo mà là nhanh chóng chạy về chu thiên thần điện nói rõ tình huống với hướng điện chủ. Ngày mùng 7 tháng 8, điện chủ Chu Thiền Thần Điện nhật mật lệnh của lão tổ, tự mình đuổi bắt còn mang tới vũ khí trấn giáo Thiền La Địa Võng, cùng võ giả không gian cảnh giới bán thánh. Ngày 11 tháng 8, Kiều Vô Hối và Khương Diễm thành công thoát khỏi trung vực cao điệu tiến vào Tây Nam Bộ, gây nên rất nhiều anh động. Sau đó một đường đi thẳng tới đồng bộ muốn từ nơi đó đi đến hải vực nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào đồng bộ liền gặp phải điện chủ chu thiền thần điện vượt qua vũ trụ giết tới uy lực thánh vương rung chuyển đất trời thiền là địa võng phong cấm càn khôn vạn dặm kiều vô hối bạo tẩu liều mạng trần đạp chu tước thần cùng người khoác ức vạn quốc vận lấy hắc loạn chiến kỳ ác chiến cùng điện chủ chu thiền thần điện khương diễm huyết tế hồng mông môn kích phát uy lực gì cốt tiền tổ cưỡng ép phối hợp cùng kiều vô hối thánh uy cuồn cuộn đất trời băng diệt ngàn dặm sơn hà triệt để sụp đổ vô tận sinh linh bị thảm tao chôn vùi hoàng đạo đồng nam sinh mệnh thần điện hoàng đạo đông bộ phủ tang thần cung liên tiếp bị kinh động bọn hắn ngóng nhìn thiền là địa võng phong cấm ngàn vạn dặm núi sông thấy được ức vạn còn dần trong sương mù cuồn cuộn thấy được hư ảnh chủ tước dương cánh lăng tiêu trong gió lấp cuồng liệt kia bọn hắn bị mê ảnh đó hấp dẫn cũng bị hình ảnh chủ tước che trời kia làm cho rung động bên trong mê ảnh hàng trăm triệu vạn con dân thần phục cực kỳ giống huyễn cảnh thời điểm thượng thương cổ thành mở ra hình ảnh chủ tước dương cánh bay cao kia kích thích ra đoạn bí mật lịch sử bị phong cấm trong trí nhớ mà điện chủ chủ thiền điện vượt qua hơn hai trăm ngàn dặm tự mình đuổi bắt lại tự hồ đang xác minh cho suy đoán của bọn hắn đó là ức vạn quốc vật đó là ngọc tỷ truyền quốc nhưng là ai mang ngọc tỷ đi là thánh vương đã khoác lấy quốc vận liều mạng đi như thế ư hai đại hoàng đạo quả quyết ra tay nhưng không phải bắt mà là phá hư bọn hắn tuyệt đối không thể để cho điện chủ chu thiền thần điện bắt được ngọc tỷ truyền quốc thiền là địa võng bị phá hư khương diễm quả quyết phản kích mở ra hồng mông môn bởi vì điện chủ chu thiên thần điện vô cùng nhạy bén từ đầu đến cuối đang ngăn cản khương diễm di chuyển kiều vô hối cho nên đột nhiên biến đổi thời khắc khương diễm đã quả quyết lựa chọn bí quá hóa liều trong lúc vọt tới kiều vô hối hắn đã cưỡng ép xoay chuyển phương hướng lấy hồng mông môn ném điện chủ chu thiên thần điện ra ngoài hai người đại nạn không chết nhanh chóng thoát khỏi hai đại hoàng đạo thả bọn người kiều vô hối đi sau đó cũng nhanh chóng rút lui phân biệt báo cáo tình huống cho điện chủ cung chủ của bọn họ điện chủ chủ thiền thần điện tức giận nhưng không có tâm tư để ý tới hai đại hoàng đạo mà tiếp tục đuổi bắt kiều vô hối bởi vì hắn đã chính thức xác định đó chính là ngọc tỷ truyền quốc đó chính là chu tước thần cung ngày 15 tháng 8, điện chủ sinh mệnh thần điện cung chủ phù tang thần cung song song hành động khống chế vũ khí không gian đuổi bắt về hướng đông ngày 17 tháng 8 kiều vô hối khương diễm đã thành công chạy ra đến hải vực đông bộ trước khi điện chủ chu thiền thần điện chặn đường kiều vô hối và khương diễm liên thủ kích phát thương hải đồ hắc loạn mấy trăm dặm hải vực che giấu vết tích chạy trốn sau đó xông vào đáy biển rút lui trong lúc nhất thời chủ nhân tam đại hoàng đạo tự mình hành động đã hấp dẫn lực chú ý của các phương địa vị chủ nhân hoàng đạo tôn quý không lộ diện ở hạ giới ngay cả tại vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi tây bộ tây bắc ngoại trừ giáo chủ cửu thiên thần giáo ra đều không có lập tức xuất hiện bây giờ lại ẩn ý hành động điều này có nghĩa gì chẳng lẽ là bảo vật tại vực sâu quý giá hơn ngày 19 tháng 8 thiên cực giới quả quyết làm ra phản ứng giới chủ xuất quan thống ngự ba loại thánh thú lao thẳng đến hải vực đồng bộ ngày 22 tháng 8 chuyện càng rung động lại càng xảy ra nhân hoàng đương đại của xích thiền thần triều ký kết thiết huyết quân lệnh điều động tam đại quân đoàn dạ lang thánh kiếm thiền võ gần ba triệu quân đội hiện lên thiên trọng quan ở phương đông thẳng đến đông bắc bộ vô thượng vương kim luân vương hoàng nguyên vương cùng năm vị chiến tướng thống ngự tất cả tinh nhuệ của vương phủ hầu phủ tiến về địa giới đông bắc cảnh giới hoàng đạo đông bắc màn hoàng chiến tộc lúc mọi người đang nhao nhao suy đoán thân phận bảo vật tại vực sâu cùng mục đích của xích thiền thần triều Tình huống cặn kẽ về trận đại chiến của Kiều Vô Hối và Điện Chủ trụ Thiền Thần Điện tại Đông Bộ kia đã nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Cuộc chiến đấu kìa quá hành động phạm vi quét sạch vô cùng rung động đã đạt tới ngàn dặm sơn hà. Không chỉ có rất nhiều người dùng tinh thạch ghi chép trận chiến ở bên ngoài thiền la địa võng, mà những người bị bao phủ ở trong khu vực còn may, sống, may mắn sống sót. Tinh thạch mà họ dùng ghi chép còn kinh khủng hơn nữa. Tinh thạch đã bị hoàng đạo dùng cùng hoàng tộc các phương thu nạp trước tiền sau đó chính là những hoàng tộc đại tông. Tất cả những người nắm quyền đương đại của các hoàng tộc hoàng đạo, rốt cuộc cũng đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đó là chủ tước thần cùng đã mai táng ngàn năm, đó là bí mật các phương lục soát ngàn năm, ngọc tỷ truyền quốc. Là ai mang nó đi? Hai con phượng hoàng bên trong ký ức tinh thạch là ai? Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện Ngọc Tỷ Truyền Quốc thời điểm cưỡng ép đã mở ra đánh thức thượng thương cổ thanh ứ? Thế nhưng Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã phong tồn ngàn năm, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều đang bí mật điều tra. Trước đó thượng thương cổ thành đều bị điều tra, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện. Hai con phượng hoàng này đã phát hiện như thế nào? Là lại làm sao mà mở ra? Bọn chúng rốt cục là ai? Ngày 27 tháng 8 của Hoa Huyền Nguyệt hai đại hoàng tộc gần như đồng thời thông báo thiên hạ, con phượng hoàng trong tinh thạch kia rất có thể là thánh nhân kiều gia cùng cấp chủ ác nhân cốc, bọn hắn từng hiện ra phượng hoàng linh văn qua tại đại hoang. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức lập tức chấn kinh Khiếp sợ thân phận của hai người Cùng sự kiện bọn hắn đưa tới trong mấy năm này Bọn họ nghĩ tới tiên tổ của Kiều Gia là Kiều Hinh Bọn hắn càng nghĩ đến Nam Tử sớm làm loạn trước đó hơn là Khương Nghị Một loại suy đoán chấn động không gì sánh nổi Bắt đầu sinh sôi trong đầu tất cả mọi người Đang cầm quyền cùng các lão tổ của hoàng tộc hoàng đạo Bọn hắn khiếp sợ chuyện này người bên ngoài không biết Bọn họ cũng rất mờ mịt Là Kiều Gia Bọn hắn lại có hai vị thánh nhân, bọn hắn vậy mà lại cùng Chu Thiên Thần Điện chém giết sao? Bọn hắn vậy mà lấy được bảo vật, Kiều gia sắp điên ra đến chân trời rồi. Ngày cuối cùng của tháng 8 nghi vấn chấn kinh chờ một chút, rốt cuộc cũng được công bố. Thánh địa Tổ Sơn chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố bí mật đã từng bị 12 hoàng đạo thương huyền liên thủ phong cấm. Bí mật ngàn năm chiêu cáo thiên hạ, đại lục có 9 phần thương huyền vô chủ thế giới tổ địa lại gặp ức hiếp vạn năm. Ngà năm trước đó nhận được trời yêu, một đời truyền kỳ giáng thế ra khỏi xích thiên tiến lên trung vực huyết chiến tám phương, tụ tập một đám thiên kiêu khai phách vạn thế thần triều, tạo thế trần vạc tại trung ương thương huyền. Thương huyền cộng tôn phần thiên thần hoàng, thần hoàng vũ dũng, mang theo người xuất trình thiên khải chiến trường, bách chiến vô địch. Chính tên thương huyền cưỡng đoạt thiền bồn mở ra đường lên trời. Nhưng đế quân bố cục thương huyền nổi loạn, Phần thiên thần hoàng buông tay đánh cược một lần giận dữ hết lớn với thường tiền tại đăng thiên kiều. Dẫn thiên kiếp giáng lâm muốn lấy tên đế quân sông pha nguy hiểm tại thường huyền. Hồng thiên lịch năm 999 thiên khải chiến trường. Tại thời khắc cuối cùng ở đăng thiên kiều, bách tộc nghịch hành thương huyền ai ca. Vạn thế thần triều gặp phải các phường vây bắt. Phần thiên thần hoàng đau khổ khóc ra nước mắt. Khóc ra máu nước mắt chết thảm dưới thiên kiếp Tin tức đến từ Tổ Sơn đã rất ngắn truyền khắp trăm vạn dặm Sơn Hà tại Thương Huyền trong thời gian ngắn. Cưỡng ép mở ra bí mật đã phủ bụi cả ngàn năm. Thương Huyền Đại Lục lâm vào yên lặng trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều bị chiếu lệnh bất thình lình làm cho chấn kinh thật sâu. Sao bọn hắn đều không có nghĩ đến ngàn năm trước đó không gần không xa? Vậy mà lại phát sinh qua một đoạn sử thi chiến tranh giống như thế này? Lại từng sinh ra một vị thiền kiều oai hùng tuyệt thế ngút trời như thế? Nhưng tại sao Tổ Sơn muốn tuyên bố chuyện này vào lúc này? Là có ý nghĩa gì? Hay là có chỗ đặc biệt nào? Sau khi Hoàng Đạo nhận được tin tức đều tức giận. Một chiều đánh đòn phủ đầu này quá độc ác. Tổ Sơn tuyên cáo lại định danh phần thiên thần Hoàng anh hùng cứu vớt thường huyền. Mà 12 Hoàng Đạo bọn hắn thì thành tặc nhân phản nghịch. Đường theo danh uy Tổ Sơn tích lũy tin tức vừa ra chúng sinh tin phục không có bất kỳ người nào sẽ đưa ra chút ý nghĩ nào khác bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải Khương Nghị đã sớm cùng Tổ Sơn làm giao dịch hay không. Nhưng căn cứ theo tình huống bọn hắn hiểu rõ Khương Nghị giết người kế thừa chấn thủ Tổ Sơn, đã tội từ vì Thánh Địa hắn là tử địch mới đúng. Tại vô hồi Thánh Địa, khi tin tức truyền đến nơi này đã là đầu tháng 9, Thánh Chủ thuận lợi xuất quan Linh Văn Thăng Hoa, cảnh giới đột phá bất luận từ khí chất, linh hồn hay là thực lực, đều phát sinh như thay xương đổi thịt, giống như nhân hoàng thượng cổ trùng sinh ở trên người nàng, đều mang đến cho bọn người ngụy thiền thù cảm giác áp bách cường thịnh ngay cả thánh chủ đều không có nghĩ đến vậy mà thật dung hợp được xương sống hai đầu cách xa nhau trăm vạn năm cái này cũng mang ý nghĩa thần tính của xương cột sống sẽ một lần nữa khôi phục kéo dài ảnh hưởng kéo dài thăng hoa cho nàng vô hồi thánh chủ xuất quan câu nói đầu tiên của nàng chính là tương lai đều có thể phần thiên thần hoàng chủ nhân thường huyền lại bị 12 hoàng đạo hố chết trách không được người không nguyện ý bại lộ thần phận trách không được có nhiều oán khí đến như vậy sau khi vô thánh chủ nghe xong giới thiệu về mặt liền phức tạp mặc dù đã biết thần thế khương nghị có bí mật đặc biệt nhưng suy đoán cao nhất chỉ là đến vấn đề hoàng đạo không nghĩ tới lại là chủ nhân của thường huyền đại lục bọn người ngụy thiền thù lâm thiền lộc tề tụ trong điện về mặt hốt hoảng vẫn đắm chìm trong khiếp sợ khó mà tự kiềm chế trong đầu của bọn họ thậm chí còn không thể tưởng tượng chủ nhân xích thiền là ở đạn độ cao gì lại có uy thế như thế nào? Bọn hắn càng cảm giác rất không thực tế. Vùng thánh địa nho nhỏ ở biển hoàng vậy mà đã từng dưỡng dục qua thần hoàng truyền thế. Thần hoàng chính là thần linh chân chính, là ngưỡng vọng vô hạn tồn tại trong lòng bọn hắn. Thường Khương Tuyền càng là chấn kinh tiểu gia hỏa lại là thần linh truyền thế sao? Chạy không được nó lại cứ không giống người bình thường như vậy. Không để ý nàng lại thành cô cô của thần linh. Thế giới này thật quá kỳ diệu. Thánh chủ ngài nói rất cục tổ sơn quý gì? Ngụy Thiền Thù cao mày đã khôi phục từ trong khiếp sợ trở về. Nếu 12 hoàng đạo liên hợp phòng cấm lịch sử hẳn là đã cùng Tổ Sơn bắt chuyện qua, mà còn nghiêm cấm tin tức tiết lộ. Lúc này Tổ Sơn đột nhiên tuyên bố thiền hạ mà trong lời nói, tại sao ta cảm giác có chút ý tứ nịnh nọt. Phương Thành Tử hít thở mấy hơi, cũng bình tĩnh lại. Khương Nghị bắt đi người thừa kế là lãnh văn thành tại tử vi thánh địa, đây cũng là kết thù. Tổ Sơn muốn giữ gìn tồn nghiêm khẳng định phải nghiêm trị Khương Nghị, nhưng bây giờ lại tuyển cáo hắn là thành anh hùng còn cần cộng chủ thường huyền để diễn tả còn có chút ý tứ bồi đen mười hai hoàng đạo trước khi đi không phải khương nghị đã bảo diêu khải minh để lại phong thư cho ta sao lá thư này hẳn là mấu chốt diêu khải minh hạ lệnh đóng kín còn tự thân chạy tới xí thiên giới sau đó đuổi theo đến thượng thương cổ thành ta đoán hẳn là bọn hắn đã gặp mặt khương nghị vô hồi thánh chủ không rõ ràng rút cuộc bên trong có giao dịch gì đặc biệt nhưng Tổ Sơn có thể đặt chuyện tới lên mặt nổi còn muốn tạo nên hình tượng tỏa sáng, hẳn là sẽ không dễ dàng mà sửa lại. Khương Tuyền lên tiếng nói, sau khi công bố tin tức thiên hạ oanh động những 12 hoàng đạo chắc chắn sẽ không để ý tới, vẫn sẽ coi Khương Nghị là con mồi. Các người cũng thấy Sích Thiên Thần Triều xuất động tam đại quân đoàn càn quét đến phía Bắc, hẳn là đang đuổi bắt Khương Nghị, Thánh Chủ chúng ta có giúp một tay không? Vô hồi Thánh Chủ đứng lên nói, chỉ dựa vào chúng ta như hạt cát trong sa mạc đi tổ sơn xem hắn muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì trong hũ hồ lô một tháng trước tổ sơn đã phát ra chiếu lệnh xin mời thánh địa thiền hạ tập kết đến tổ sơn lúc ấy bọn hắn không để ý một là thánh chủ đang bế quan hay là lo lắng có âm mưu sẽ cưỡng ép giam cầm bọn hắn bây giờ muốn biết khương nghị đã giao dịch gì cùng tổ sơn chỉ có thể đến đó mà phải lợi dụng tổ sơn phát huy tác dụng thì càng phải đến đó chúng ta đều đi sao Lần này ngay cả Lâm Thiền Lộc đều có chút chờ mong. Thần Hoàng Luân Hồi trở về báo thù càng liên quan đến đế bình xuất thế tại Thường Thương Cổ Thành. Thường Huyền nhất định lầm vào rung chuyển đại hỗn loạn trước nay chưa từng có. Đứng tại Tổ Sơn chẳng khác nào đứng ở trong vòng xoáy chiến tranh, có thể rõ ràng cảm nhận trận gió lốc này càng chân thực hơn. Bạch Nguyệt Lâm Thiền Lộc các người tiếp tục trấn thủ vương quốc Hắc Ám. Bí mật nơi đó chỉ sợ giữ không được, một khi phát sinh hỗn loạn triệt để phong cấm cửa đá Hắc Ám của chúng ta duy trì ổn định cho đại hoàng thâm uyên ngụy thiền thù hoặc thiền tống các người dẫn người theo ta đi tổ sơn phái người khác thông báo đại diễn thánh địa hồn thiền thánh địa linh kiếp thánh địa dùng tốc độ nhanh nhất đến ly hòa thánh địa tập kết những người khác toàn bộ lại nơi này đề phòng có người làm loạn vô hồi thánh chủ nhắm mắt lại dùng nhàn lãnh diễm hiện ra mấy phần ý cười quái dị thản nhiên nói tùy tiện nuôi một đồ đệ lại là một thần cái mị lực đáng chết này của lão nương đều cảm động được ông trời sao khóe mắt bọn người ngụy thiền thu run rẩy cũng là im lặng khi vô thánh chủ mang theo đám người ngụy thiền thu đi tới ly hòa thánh địa tình huống nơi này cùng vô thánh địa cũng không sai biệt lắm nhờ vào dung hợp xương sống kỳ lần liệt diễm linh văn thuần túy của khương hồng võ đã phát sinh biến đổi cực kỳ cực đoan biến thành hỏa kỳ lân phẩm cấp linh văn lên tới trí tồn thánh phẩm yến khinh vũ chỉ dung hợp đầu lâu kỳ lân không có đụng đến thú nguyên nhưng tương tự nàng cũng xuất hiện dị biến linh văn cực đoan từ phong linh văn thuần túy biến thành thánh phẩm phong kỳ lân linh văn. Điều này không khỏi làm cho người ta rung động về uy lực của hồng hoàng tổ kỳ lân. Không hổ là một trong 12 yếu tố, không hổ là thượng cổ yêu hoàng bị nhân hoàng áp chế. Khương Nguyễn Nhi dung hợp di cốt nhân hoàng hấp thu tình hoa bên trong, cũng từ lục phẩm biến đổi thánh phẩm. Linh văn lại chuyển biến thành hòa kiếm thánh văn, một thành thánh kiếm màu vàng vơn quanh ngọn lửa màu vàng ống, làm cho khí chất cả người đều trở nên sắc bén liên tiếp biến đổi để trên dưới ly hòa thánh địa phấn chấn loại biến đổi không thể tưởng tượng nổi này lại thực sự rõ ràng xảy ra trước mặt bọn hắn như thế bọn hắn kích động càng hâm mộ càng mong đợi sự phát triển trong tương lai của ly hòa thánh địa nhưng không khí náo nhiệt chỉ kéo dài trong mấy ngày ngắn ngủi chiếu cáo từ tổ sơn làm cho tất cả bọn hắn đều kinh hãi đến đầu váng mắt hoa mặc dù tổ sơn không có nói đến phần thiên thần hoàng truyền thế càng không có nhắc đến thần hoàng là ai nhưng khương nghị đã sớm để lộ tin tức để cho bọn hắn có thể đưa ra phán đoán. Khương Nghị chính là phần thiên thần hoàng vào ngàn năm trước. Khương Nghị chính là người đã từng là chủ nhân của toàn bộ thường huyền. Trong lúc nhất thời, tất cả những gì không thể tưởng tượng nổi trên thần Khương Nghị tựa hồ như cũng có cách giải thích. Tất cả giá vọng cùng điên cuồng của Khương Nghị tựa hồ cũng có lý do. Thì ra hắn không phải cuồng ngạo, không phải phách lối, hắn là kiêu ngạo từ linh hồn đến đầu gối khớp xương đều lộ ra cao ngạo. Hắn là đến báo thù, hò hét với những kẻ thù đã từng đẩy hắn đến vực sâu. Khương Hồng Võ càng không cách nào bình tĩnh thật lâu. Hoàng Hốt còn nhớ rõ cái đêm khuya 20 năm trước kia, một lão nhân trong đêm khuya đi ra từ đại hoàng gõ cửa Bạch Hổ Quan đưa tới một hài tử. Thì ra đó là đưa tới một tôn ấu thần. Thương Huyền sắp biến thiên. Lý Hòa Thánh chủ Thương Huyền nghĩa đứng ở trước điện nhìn qua bầu trời xanh thẳm, để bình hiện thế thần hoàng chuyển sinh, Thương Huyền chắc chắn sẽ gió nổi mây phun, chiến tranh vô tận như sóng chiều đi trước, cách cục 12 hoàng đạo bây giờ cũng có thể phát sinh biến đổi to lớn. Bây giờ hắn ở đâu lại muốn đi đâu? Thường lăng rút vào bên cạnh phụ thần cũng yên lặng nhìn qua phương xa. Nàng sợ hãi thán phục trước thần phận của Khương Nghị, càng sầu lo cho tình cảnh mà hắn phải đối mặt. Tổ sơn vạch trần bí mật ngàn năm xác thực đã tạo cho Khương Nghị rất nhiều ưu thế dư luận. Nhưng thế này thì có ích lợi gì đâu, cả kẻ thù khương nghị liệu có ai quan tâm bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng lùng bắt đẩy hắn vào chỗ chết nguy cơ còn bóp chết tại cái nôi dù sao thuận kiếp trước cũng quá sầu quá nặng khương nghị quật khởi chính là tiếng chuông tang của bọn hắn bọn hắn nhất định tận dụng hết khả năng ngăn cản tất cả mọi chuyện chỉ ít chí tôn kim thành vạn đạo thần giáo còn có kiểu ra đã phân tán một bộ phận tinh lực cho khương nghị nếu không thường huyền nghĩa chậm rãi lắc đầu không cách nào tưởng tượng được tình cảnh khương nghị bây giờ càng không cách nào tưởng tượng được áp lực mà hắn đang phải đối mặt. Ngày 10 tháng 9, toàn bộ liên minh thánh địa hoàn Nam Bộ hoàn toàn bộ tập kết khởi hành tiến về Tổ Sơn. Nhưng nhìn vô hồi thánh chủ biến đổi linh văn hồi tưởng đến bí mật ngàn năm đang tiếp tục hành động, linh kiếp thánh địa hồn thiền thánh địa rốt cuộc cũng đã buông xuống phần cao ngạo kia, biểu đạt ý nguyện hòa giải với vô hồi thánh chủ. Hồn thiền thánh địa càng chính thức chuyển giao thánh thụ thiết lòng cổ thụ mà bọn hắn chấn thủ cho vô hồi thánh chủ. Thiệt lòng cổ thụ tiếp nhận vô hồi thánh chủ nguyện ý thúc đẩy. Xí thiên giới Tin tức truyền đến vô hồi thánh địa hai ngày trước cũng là cuối tháng 8. Xí thiên giới thái cổ thần miếu đang lúc khẩn trương rằng co cũng đều lần lượt đạt được tin tức. Rốt cục thái cổ thần miếu cũng đã biết lão bằng hữu trong miệng thái tuế là ai. Rốt cục đã hiểu tại sao thái tuế muốn chấp nhất sàn giết khương nghị. Tử địch của bọn hắn là phần thiên thần hoàng trùng sinh rồi. Thứ đang di chuyển đến hải vực lại là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc phong tồn ức vạn quốc vận của vạn thế thần triều. Miếu chủ thái cổ thần miếu quả quyết rời khỏi tiến về hải vực đuổi bắt thánh linh kiều ra. Sau khi vạn thế thần triều hủy diệt, thứ vũ khí quan trọng nhất mà 12 hoàng đạo liên hợp hùng bắt chính là Đông Nam Thiền Môn Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng phần thiền chiến vực. Đông Nam Thiền Môn đó là con đường bước lên chiến trường thiên khải. Ai nắm con đường trong tay người đó liền nắm quyền nói chuyện, Ngọc Tỷ truyền quốc ở trong đó phong tồn ức vạn quốc vận của vạn thế thần triều. Năng lượng đặc biệt đủ để kích phát tiềm lực thánh vương bước lên thánh hoàng, càng có khả năng kích phát tiềm lực thánh hoàng khiêu chiến cảnh giới thần hoàng. Phần thiên chiến vực đó là siêu cấp chiến binh của phần thiên thần hoàng, vũ khí bồi bạn duy nhất đi đến đăng thiên kiều, càng tiếp nhận thiên phạt sắc bén. Nói là chuẩn đế binh đều không quá đáng một chút nào, chỉ là bọn hắn tìm kiếm trong bóng tối mấy trăm năm tìm khắp các ngõ ngách thường huyền đều không phát hiện được chút vết tích Không nghĩ tới Ngọc Tỷ truyền quốc kia lại giấu ở Thượng Thương Cổ Thành Thái Cổ Thần Miếu điều Lão Tổ Thánh Linh đến tự mình rằng có với Sĩ Thiên Giới Bọn người nhị trưởng Lão thì tự mình xuất phát tiến về Đông Bắc đuổi bắt Khương Nghị Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu thì dẫn đầu hai vị Thánh Linh lao tới Đông Hải Bắc Bộ Lúc này tại Sĩ Thiên Giới Bí mật ngàn năm cùng thân phận của Khương Nghị đã truyền đến nơi này chết để chấn kinh bá vương thánh vương và những người chiến đấu cũng làm cho từng phe phái cắm đầu luyện đàn khiếp sợ <laughs> rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu nguyên nhân mà khương nghị cường thế cao ngạo thì ra kiếp trước hắn là thần hoàng sinh ra đã bất phàm bọn hắn cũng đã hiểu hơn thì ra giới chủ đã sớm biết thần phận khương nghị cho nên mới không tiếc cái giá mà toàn lực tương trợ đây là danh hào hoàng tộc mà sĩ thiên giới thoát khỏi là thời cơ tuyệt hảo để bước lên hoàng đạo giới thiệu một lần nữa cho các người dạ an nhiên ngũ hành thiên văn người thừa kế hỗn độn cự long của sĩ thiên giới giới chủ mang theo những nhân vật quan trọng của các phe phái đến trong sơn cốc không gian của cự long đây là cấm khu của sĩ thiên giới từ xưa đến nay đều không mở ra với bên ngoài nhưng vì để ổn định lòng người điều động quyết tâm phe phái giống như năm bè bảy mảng trong sĩ thiên giới khiêu chiến hoàng đạo mà giới chủ đã mở rộng nơi này bọn người bá vương ngước nhìn cự long chiếm cứ ở phía trên hình thể cực lớn lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông chấn kinh đến tốt đỉnh. Còn chưa có khôi phục lại từ thân phận khường nghị, lại bị một màn trước mắt làm cho đầu váng mắt hoa. Đây chính là hạch tâm không gian của sĩ thiên giới vạn dặm này. Đây chính là bí mật thực sự của sĩ thiên giới. Đây chính là nguyên nhân giới chủ cưỡng ép bổ nhiệm dạng an nhiên làm phó giới chủ. Giới chủ nhìn quanh thể hiện của đám người nghiêm túc nói. Có dạng an nhiên phối hợp cự lòng có thể đảm bảo sĩ thiên giới tuyệt đối ổn định và an toàn các người không cần phải lo lắng lại nhận phải uy hiếp. Từ hôm nay trở đi sĩ thiên giới toàn diện phong bế. Các gia tộc các người đổ ra toàn bộ dược liệu đến dưới đáy hòm luyện chế đan dược chữa thương bình thường cùng đỉnh cấp đan dược. Hai nước vương hầu mau chóng tăng thực lực luận bàn chiến thuật tùy thời chuẩn bị trình chiến. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Sĩ thiên giới có thể thay đổi vận mệnh hay không liền xem chúng ta có thể làm được đến trình độ nào. Các người tỏ thái độ đi. Lão tổ của sĩ thiên giới đứng bên cạnh giới chủ ánh mắt thâm thúy cùng lăng liệt đảo qua tất cả mọi người ở toàn trường. Sĩ thiên giới đã đến thời điểm trình đốn. Kỷ luật tuyệt đối nghiêm minh mới là cơ sở để bọn hắn khiêu chiến hoàng đạo. Ta nguyện đi theo giới chủ chiến đấu vì quật khởi sĩ thiên giới. Bá vương dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta nguyện đi theo giới chủ chiến đấu để quật khởi sĩ thiên giới. Thánh vương hòa linh hầu và các vương hầu cùng đại biểu các phe cũng đều nhào nhào tỏ thái độ mặc dù khiêu chiến hoàng đạo vô cùng hung hiểm nhưng nếu quả thật ra an nhiên có thể khống chế hỗn độn cự long chỉ ít sĩ thiên giới an toàn không lo bọn hắn tương đương có đường lui nếu đã như vậy mà còn không dám buông tay đánh cược một lần tương lai bọn hắn khẳng định hối hận đến chết tại nhân gian ngục tổ từ thiệu ra, tiền tổ đây chính là bí mật mà ngài vẫn giữ sao lão nhân đứng phía trước quan tài đá của thiệu thành duẫn vẻ mặt phức tạp nhìn nữ từ ngủ say bên trong thì ra người mà tiên tổ dùng niết bàn thạch tìm kiếm lại là phần thiên thần hoàng truyền thế. Lão nhân lắc đầu đẩy nắp quan tài ra cắt đứt liên hệ với huyết trận, lùi đến bên dưới tế đàn cung kính quỳ xuống chờ đợi tiền tổ thức tỉnh. Huyết văn trải rộng trên tế đàn nhanh chóng ảm đạm, huyết trì sôi trào xung quanh cũng bình tĩnh lại. Không có khí tức sinh mệnh cung ứng, đại bộ bí thuật rất nhanh nhận lấy ảnh hưởng. Thiệu Thành Duẫn ngủ say lại phát giác được bí thuật vương lỏng, linh hồn bắt đầu thức tỉnh, thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống, thật lâu thật lâu đệ nhất hoàng phi tiền triều thiệu thành duẫn phong ấn bản thân hơn hai trăm năm chậm rãi mở mắt ra ánh mắt trống rỗng dần dần nổi lên sáng rực còn người khôi phục đến điểm nhìn thiệu thành duẫn có chút ngón tay động mánh khảnh cơ thể cứng ngắc nhanh chóng nổi lên huyết sắc tiền tổ ta là thiệu vân tông người thủ lăng trước khi ngài ngủ say ngài còn nhớ ta chăng lão nhân cúi người quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu Thiệu Thành Duẩn nằm trong quan tài đá khôi phục thân thể cũng đang thức tỉnh lại ký ức. Ta đã ngủ bao lâu? 212 năm. Người đã tìm được chưa? Tìm được. Còn người Thiệu Thành Duẩn có chút ngừng tụ từ trong quan tài đá ngồi xuống cái cổ răng rắc giòn vang. Nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân phía dưới. Tìm được ư? Hắn tên Khương Nghị xuất thân từ Bạch Hổ Quan ở Đại Hoang sau này gia nhập vô hồi thánh địa. Sau khi Thiệu Vân Tông giới thiệu kỹ càng xong về tình huống của Khương Nghị thì lại nói. Sau khi chủ tước thần cùng đi đến Đông Hải Thánh địa Tổ Sơn đột nhiên chiều cáo thiền hạ Mở ra bí mật ngàn năm Mặc dù không có xác minh công khai thân phận Khương Nghị ra Nhưng từ các manh mối có thể suy đoán Khương Nghị hẳn chính là phần thiên thần hoàng truyền thế Hết tập thứ 231